Hôm nay là tháng 11 và cũng đã có khoảng 9 tháng mình trị rụng tóc hói đầu. Mọi người nhìn cái quãng thời gian mà mình để tóc ngắn, cái phần đỉnh đầu ở cái giai đoạn đó như thế nào thì mọi người xem video cũng đã biết được, và thực tế nó là tóc của mình nó rụng rất là nhiều trong cái quãng thời gian đó, cũng như là bị hói, bị hở hết cả đỉnh đầu. Mọi người nhìn qua video là mọi người thấy rõ ngay, chứ không phải là mình đưa ra những cái hình ảnh. Ok, có thể là có nhiều người họ còn nghi ngờ về cái hình ảnh khi mà tóc mình nó thưa, nó mỏng. Tóc của mình bây giờ nó đã dày hơn rất 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 nhiều từ khi mà mình bắt đầu biết đến và sử dụng tất cả những cái loại thực phẩm bổ sung cũng như là xịt Minoxidil. Thì mọi người thấy đấy, hôm nay mình cảm thấy rất là vui khi mà mình lục tìm lại được cái video gốc của cái thời điểm mà tóc của mình nó thưa, nó mỏng. Và để mà nói thì mọi người sẽ khách quan nhìn vào những gì mà mình thay đổi, nhìn vào những gì mà mình đã trải qua và nhìn vào những cái câu chuyện của mình, để mọi người thấy được là cái việc mà điều trị rụng tóc, điều trị hói đầu hay là sử dụng những cái sản phẩm này nó thực sự là có cái tác dụng. Mọi người nhìn đấy, mình không thể photoshop với cái video được, đúng không ạ? Mình không thể làm cho tóc của mình nó thưa được. Thì may quá hôm nay tìm được cái video đó để mà cho mọi người thấy, cùng một địa điểm, cùng một cái nơi ở văn phòng của mình. Thì mọi người nhìn rất là rõ cái hành trình từ tháng 3 năm 2023 đến bây giờ là tháng 11 năm 2023. Nói chung là cũng gần hết tháng 11, nói chung là gần được 9 tháng mà mình thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Từ một cái người tóc rất là thưa, rất là mỏng, cũng như là thời điểm đấy nếu mà mình không biết đến những cái này á thì có lẽ là mình sẽ bị hói rồi. Mình không dám để tóc dài như bây giờ đâu. Vì lúc đấy á, gội đầu, mỗi lần gội xong, xong bắt đầu là tay á, đầu tiên nhá, khi mà xoa dầu gội lên ấy, thì mình xem tay của mình thì lúc đấy là cái bọt ở trong cái dầu gội ấy, xong rồi đầy tóc con, đầy tóc bị rụng. Lúc đấy chán ơi là chán, buồn lắm ấy. Thế nhưng mà sau đó thì mày mò tìm hiểu thì mình mới thấy được là cơ thể của mình lúc đấy đang thiếu chất, lúc ấy đang cũng là stress nữa. Thời điểm đấy nó rơi vào cái tháng 2, tháng 3 là cái tháng thấp điểm của cái ngành fitness của mình. Nói chung là lúc đấy phải vắt kiệt cái neuron thần kinh để suy nghĩ để mà làm thế nào để có thể là phát triển cái ngành của mình. Thế nên là một phần là stress, căng thẳng, ăn uống lại không đủ chất, rồi lúc đấy cũng thức khuya nữa, nên là tóc rụng rất là nhiều. Phải cho mọi người xem cái video đấy thì mọi người mới thấy là tóc rụng đến mức như thế nào. Mình zoom kỹ vào trong cái video này, mình sẽ nhìn thấy tổng thể luôn cái tóc của mình lúc đó. Thế nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì cũng không còn phải lo lắng là tóc nó hói nữa. Ngày trước cúi đầu xuống là mọi người nhìn thấy hết da đầu luôn. Đó. Vậy nên là ngày hôm nay mình đã ngồi ở đây để chia sẻ với tất cả các bạn những cái gì mà mình dùng, những cái gì mà mình đã phân tích, tìm hiểu, nghiên cứu cũng như là trải qua, thì mình mới có cái kinh nghiệm, mới có cái bài học. Bài học gì? Bài học mất tiền rất nhiều khi mà mình mua các thể loại dầu gội cho đến là tinh dầu bưởi. Thời điểm đó thật sự rất là mệt mỏi, rất là stress, rất là căng thẳng, rụng tóc nhiều mà. Chỉ 3 tháng nữa thôi là sẽ đến Tết. Mọi người hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân, chăm sóc sắc đẹp đi. Thì nhiều bạn hỏi mình là tổng hợp tất cả những cái đấy vào một cái combo để có thể mọi người mua và cùng ship về một ngày ấy. Nhưng mà mình mua ở đâu thì mình đặt ở giỏ hàng, những cái cửa hàng nó khác nhau, nó không có cùng một cửa hàng. Thế nên là không thể nào mà mình gom lại và để mà mọi người vào mua một cái là đủ combo luôn được. Nên là mọi người nhớ nhá, khi mà mọi người vào mua ấy, cái đầu tiên nam giới thì mua cái này là một này, DHT Blocker Good Hair là một này, kẽm là hai này, Astaxanthin là 3 này, Omega 3 D3 K2 là 4 này, Biotin là 5 này, Minoxidil. Nếu mà bạn nào mà ở bên nước ngoài á, Minoxidil này thì nó sẽ dùng được khoảng 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi. Nên là bạn nào ở bên nước ngoài á, bên Nhật, bên Hàn á, mà muốn đặt gửi sang á, thì nên mua theo cả hộp, một hộp được 3 lọ. Đặt, cố gắng đặt khoảng 2 hộp thì cũng được. Mình dùng đấy, từ lúc đến giờ là mình dùng cũng mấy hộp rồi. Đó. Cũng như là cái tẩy tế bào chết da đầu mình không cầm ở đây, nhưng mà mọi người
sẽ vào đấy xem của cái loại Mimi ấy, của Nga ấy. Cũng như là cái dầu gội DHT Blocker thì mình không có ở đây, thì mình các bạn cũng vào xem nhá. DHT Blocker mình sẽ để hình ảnh ở đây, cái dầu gội hoặc là dầu gội tinh chất gừng này cũng được. Đó, nếu mà bạn mà đang bị gầu ngứa mà rụng tóc nhiều á thì bạn lại dùng cái dầu gội Antisol của IK Pharma rất tốt, có thể trị nấm, trị viêm da tiết bã cũng như là trị gầu cực kỳ tốt, mình đã review rồi. Ok, mình tổng hợp những cái này là những cái mà tinh túy lắm đấy, mới tổng hợp chắc tập đây để chia sẻ mọi người đấy. Nếu như mọi người mà có cái thắc mắc hay câu hỏi gì sau khi xem tất cả các video của mình thì hãy nhắn tin cho mình biết với nhá, mình sẽ ở bên cạnh các bạn và trả lời tất cả các bạn bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức của mình trong lĩnh vực điều trị rụng tóc, hói đầu cũng như là chăm sóc da, chăm sóc body. Và mình là nam, mình thích làm đẹp.